do cái chuyện sai cớ đó là nhà nhà em. Thì nhà em ấy rất thoải mái thì được thôi, nhưng mà cũng là những cái được ý. Cho nên cái câu là tắt quy sơn tắt ơn hề một thị lỗ đó là áp chỉ cả hai. Chúng ta có thể hiểu là quy sơn thị lỗ và chúng ta có thể hiểu là ngài đại. Tại vì quy sơn thị lỗ khi mà ngài sắp bắt gặp ngài mới nói ta sau khi ngăn ta đi xuống núi chứ chỉ là lọt một nhau đi núi chuyện nói với họ mình thì có những cái đó là chúng ta khó chấp nhận đúng không? Nhưng mà thầy sẽ thấy cho nên nha, chỉ có thị cổ á, thị cổ là hai cái gì, một thị cổ một là chắc thị cổ là con trâu tơ trâu tơ có chỗ gì là con trâu đựng như này vậy trâu tơ hay không nghe chuyện trâu tơ hay là cái câu này nó mới mới tới nó mạnh mà trâu tơ thì ngày làm lá gì của Nguyễn Sơn Nguyễn Thọ à, và Hà Nguyễn Sơn để chăn con đó trong đó vậy. Tại vì Nguyễn Sơn ấy Nguyễn Sơn chết làm trong đó mà đúng không? Cho nên nói là Nguyễn Sơn Nguyễn Thọ cũng không sai và nói về ngày đại an cũng không sai. Vì đại an khi mà đến Phò Tá Nguyễn Thọ đến Nguyễn Sơn thì ngài phải nói đưa đến Nguyễn Sơn này tôi Nguyễn Sơn biết là trưởng sanh tới Phò Xuân ha. Thì trải qua bao nhiêu như vậy, ngài kết luận là ngài nên ta cô đẹp ở Long Quy nhưng chẳng ăn cơm Long Quy, chẳng uống nước Long Quy, chẳng làm thiện Long Quy. Nói vì sao Long Quy vì sao chú quý chẳng làm thiện Long Quy, chỉ là làm một nhiệm vọng thôi và chăn cho con thơ. Bao nhiêu năm đến lần này nó trắng đồ là thôi nếu như mặt là đuổi không đi à, hay vậy cái chữ là như là đồ đi là luôn nghĩa là có trắng sạch ha chỉ sờ sờ cái mắt là như là con nhau đồ đi là luôn thế cái từ mà đại an cũng dùng chỉ luôn cái đâu nói bài đồ lọ cái mắt thì đối với một điều này hay cái nghĩa là sao cái tự tánh thì cái chất nhiên hiện tiền nó trước mặt người ta thôi hay như vậy à, nếu là ta sống được với cái chân tâm sống như Phật tâm rồi hay là như thế này đúng không chứ đâu phải nói cái này khó là không ai làm được mà được thứ gì thì làm được cái này thôi mình không chịu làm thôi thì nhớ vậy. Cái người đó thì tao khó quá à, thôi, tôi không nói. Chứ tại mình phải chịu vậy. Chứ chưa đổ chúng ta, được chứ được. Có gì không á, chẳng như chưa đổ ở Trung Hoa, chưa đổ Việt Nam vậy. Chưa đổ mà lại tiền sử Việt Nam, đổ thì chứ không. Trừ quân thông, trừ ngày... có hai vị thôi, đó là thiền đại thừa thôi. Còn từ đó đỡ vì sao còn là thiền tâm không? Vô vô thông cũng là thiền sư mà kiểu chưa thiền này rồi chưa bắt là đại thiền có niệm rõ đó chưa có thiền tâm thiền tâm là minh tâm trí tâm là thiền tâm cho nên nhớ dễ hiểu được thiền chánh tất à không thiền sư nào mà chưa chưa thấy được tâm tánh đó sống luôn phải tâm đó là thiền sư là thiền tâm thiền tâm tôi về nhà tôi thiền thiền tâm tôi qua nhà cũng vậy đó. Nếu mà chỉ chơi lương tâm đó là chỉ chơi lương tổ em nó cái gì khó thì không rồi có cái đề nữa là cái đề đó tôi nói là cái này ra khuôn mặt đó cho ra khuôn mặt đó đây là cái mà vật chứng sau cùng đó tâm thánh cái vật chứng sau cùng đó cho nên nó tối thượng là như vậy rồi của Phật cũng có ai giờ Phật cũng chứng nó là gì đó giờ Phật nói được là chứ vật chứng ra nhưng mà khi mà tại sao kinh nghi thủy không được học đi tại vì á cái này chỗ tồn tồn nói ra đi á thì ta không làm hỏi được cho nên nhớ thời phật để dành cho
Phật nó thoát hoàn toàn. Trong những bộ kinh nguyên thủy, kinh A Hàm, Agama, Nikaya thì đều có nói là nhưng nó sơ thôi, tại vì nó rõ quá không có lợi, người ta không có lợi. Phật đã chờ giao cái nhiệm vụ chứ chưa tổ mà. Cho nên có môn thì Phật tổ sự thiện này, chứ còn xỉ như, hiểu không? Phải đúng thời đúng lúc. Phật pháp hay giá đúng thời đúng lúc mới nói. Nói trước không có lợi, mới nói hiểu được. Không đúng thời nói ra, thì không tu được, không nói chay. Cho nên, khi đó đó, khi mà Phật ngộ sâu với Bồ Đề, Phật nói cái này khó, cái không phải một thứ. Nói ra, sợ người thế gian thời đó không nên phỏng vấn. Chỉ bằng thôi, thiết bản cho rồi. Tuy nhiên á, mới câu thỉnh Phật ở lại. Cái Phật cái tư duy đó, coi được rồi, ta sẽ không thú vị. Thú vị nó là gì? Tam thừa lập ra tình thức của chúng ta. Cho nên dễ nhưng mà. Và cuối cùng cũng trở về này, thì dễ hiểu không? Trở về cái cuối cùng này. Cho nên nói cái cuối cùng này không phải câu hỏi cho chết của ai. Cái này cái trong phần chứng là do gì ngay thời Phật Phật nói ra không có lợi, đúng rồi, chân chưa đủ sức, đúng không? Cái thời Phật chân chưa đủ sức để mà nói hỏi cái này, đã biết cho mình sao chưa tỏ mấy chi tiêu mà mới nói hỏi phải là chính đường đây được về tính ha, trung đường đã có đến phát chất nó nhiều đúng không? Đó là những cái mà giải pháp này thì được lượng nói ra thì trong công an của bạn đó sao có công an và chính là những rốt cuộc có nghĩa là hai con đi với con cá ha, người ta chỉ nói cái lịch sử và lịch sử đó. Thì người giờ ví dụ mấy em học giả đi mình xin hỏi nào cũng có sống thời đó là thằng Quyên cô cần biết cái kinh sách đúng không, cái kinh sách cũng có nói cái này nhỉ? Nếu ba cái này đại sư Minh Sách có nói, còn nó nguyên thủy ha, chỉ có Minh Sách có nói cái này cũng Minh Sách cũng có nói mà, nhiều cái đấy là Minh Sách đúng không? Cho nên mà thiệt ra không ai sống ở đó hiện giờ đúng không? Để cho mình để các bạn học giả học giả cũng nghe cũng Minh Sách rồi. Cho nên cái thước đo là gì? Rõ ràng là trải một thời gian dài thì còn tồn tại, thì kinh sách ha, sử sách nhất là sử kể lên nó là bằng chứng khủng hồn nhất là của Phật đó. Đó là vậy khi mà ta hỏi ta là gì chưa, không có buồn gì phải làm y như Phật, chúng ta nhớ chỉ cần lấy cái tâm tuệ của Phật mà thôi, tại vì những cái y như Phật phải làm Phật biểu hiện ra cho người ta nói theo. Nhưng mà cái chỗ cuối cùng này, mình thấy nó cái chỗ đó, không phải chỉ chung. Chứ cần gì phải đi, phải được thứ tự lên. Nhưng mà, ví dụ như con có bắt chước Phật, dù là khổ hạn mấy năm vậy, có người nói vậy đó, phải làm sao lại đi, có nên không? Đúng không? Có mấy người họ nói, đường thành của Phật, giờ phải làm sao lại đi nữa. Thật ra cho nên không phải là Phật đi tu chứ thì bắt đầu thì là y có nên làm gì không, làm gì có không nên không trong nhau. Nếu không mình thì ngày quả cũng như nói như kia vậy, nói năm nhi tử xung thiên chí hương hướng như lai hành xứ thật đối với nó là chỉ. Thế là không cần phải đi những bước như vậy. Thế là Phật muốn cho mình lấy những cái mục tiêu đó khẳng tắc lên đó. Và có cái phương án mà cho mình không chưa rõ ràng cho mình đó. Người tôi nghe đó. Tức là không cần bước thêm cái bước thứ tự quy mã phương hướng như mang thành sự đó. Không cần phải trải nó tam thừa chúng ta. Chúng ta hiểu không? Con đường này có đường chiếc bay thì không nghe nói nè. Cái được tắt của kính mô cái là kính của mình cái này tắt kính mô nó tắt không cần gì mà
đi làm gì học, tôi không hiểu không? Từ giờ đi học nhiều quá, từ nhà nói nó tôi sợ. Thanh phải sợ, cái lập trường của mình biết nha, cô thì vẫn được. Và đòi hỏi là chiến thắng là vẫn được. Mình thấy rõ được. Và cái chủ trương của chúng ta là chiến thắng này, thực hành các bạn được nhé. Vậy mà phải làm sao chiến thắng được? Tại vì đây là cái chương của thầy giáo em, thì nó rõ. Không vào bữa này mà không chiến thắng là không ai được nhé. Giống như là chỗ trình bày của tổ biết mặt sau thời gian đó thì không thấy lắm học đạo học đủ thế là tôi có học đạo giờ học hết rồi đang trên kia mà không chiến thắng cũng là đồ bỏ sẽ khó chứ chúng ta là học không thế độ nên phải làm sao nghe mà tôi chỉ là mà khi cha thầy không có cái gì cũng vậy, chờ có được cái đó đi ngoài đó, đào sâu nghiên cứu, nghiên cứu, rồi sẽ thứ thôi mà cũng tốt. Ví dụ bữa nay là ông bắt ông này, mai là ông kia, cái gì đó không được. Và thành khi đại sản ý gì, có khi mình còn yếu. Tại vì cái lý thứ hai nó làm cho cái lý thứ nhất tương lai. Tại vì tất cả người trong máy, người bị tổ, ông nào cũng khen cho pháp môn còn lại. Ví dụ bao nhiêu, có bao nhiêu hay. Pháp môn còn lại còn hay. Còn sáng nó còn hay. Thì ông nào người trong máy, rồi lúc còn có cái câu thân người nào. Tại pháp môn cũng hay. Thấy chưa? Người người. Người con, đứng trước ngã ba đường, có đi tù nào. Quay nghe chi mà là cái môn thì sẽ đúng bảo đảm là mình đào sâu những thứ kỷ tinh của mình sâu sâu xa thì nếu như tôi được cho con tinh mà con thể tồn đào nhiều thế mấy thì con tinh thì không chịu tốt có ngại gì thì biết tòa sự phạt mình được cho nên tổ sư công quy là làm sao để tin được, chấp bát được, và đặc biệt là chấp bát là cảm như đặt thừa được cảm như, cái là mình tổ mình giao mình cái nhất, cái giao mình nhất, mình chịu nhất là tổ. Có người không chịu nhất đó, không chịu đó, đó chưa? Tại vì nó, tại sao nó lại nhắm? Tổ em, cái nhắm là cái trọng trách coi như cái người mà kế thừa chưa tỏ chưa hoạch chưa tỏ thì có một cái miệng là ngạc cái giờ thì sĩ như có ngôn ngạc chưa được rồi hỏi con có ngôn 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 trong bài học không học không chưa đủ nghiên cứu là mình đúng mà trong lúc nghiên cứu mình tốt thì mình thể nghiệm về điều đó có cái gì đó sâu sắc hay là làm đi và trả lại. Chớ mà đi học nhiều quá nó có cái nguyên nhân. Tại cái lý thứ hai nó sẽ làm được cái lý thứ nhất của mình lung lay. Cái pháp môn mà được nghiên cứu cái đó nó sẽ đứng làm cho pháp môn lý của mình nó khác được. Tại vì chỉ có gì nào cũng khen pháp môn mà nghe. Có hiểu không? Và sự thật có nơi nào cũng hay nếu làm được cái nơi cái chỗ. Tại mình làm không cái nơi hiểu không? Mà tụi con làm sao đủ sức nào đó được tụi con không làm sao làm đó từ các vị tổ mà những vị tổ có vị đó tụi làm cũng được được sáu con một không có hai ba con tổ hai ba con cứ làm hết mười con cả con nói là hay lắm nữa có những vị tổ đi được hai ba con còn ở trong thiền tông họ đi năm con đó là cái con nhỏ thôi như là hư văn nhà ông tế đi dưỡng tạo động của cô có giảng rõ thật khó vì xuất sắc không được nhưng mà trong thiền tông nó có những lúc thiền tông ví dụ nha thiền tông với thiền đạo là hai cái tông chánh ví dụ còn tin hai là khó
nhưng mà cũng có thì chưa làm được. Nhưng mà hòa thì có, đúng không? Ví dụ kim thì hòa thì đông đi thì đông mà có cái hay không? Có. Nhưng mà kim thì hòa đông thì có, nó có đủ sức. Mày hiểu không? Cái kim là cái kim là không đủ sức làm được một môn là nó là hay là nó đẹp, nó đẹp thì đẹp thật. Nhưng mà đẹp lắm đó. Cho nên biết khôn câu học thì mình phải biết được vị trí của mình, biết cái năng lực của mình, nên mình chọn rồi mình theo đuổi ra ngoài thì càng ngày càng sâu càng vững. Có hiểu cái gì chứ? Đừng cứ lên cứ chạy theo mà người ta loại là cũng người ta ăn chứ mà nó biết này cái ngành nghề thế gian như vậy, chạy theo người ta là đúng người ta ăn chứ mà. Có hiểu gì? Rồi mình quay về mình làm chủ của mình, nó hay nhất ngay cái cơ nghề tinh thần siêu giáo của nó quý vị là say mà không chạy cho đuôi em chứ thì mới xài được. Nó tự tin bản thân mà cái điều tôi nói thì là đẹp không cái gì kiếm bạc cái gì thì như là có một từ phần lớn là từ tương lai là một tay là nhớ điều đó à thì tao được chủ yếu. Bây giờ ta nói với tôi cái câu tiếng Anh: tà tâm đồng chu hề ca thương lai. Tà tâm ở đây chính là ngài Viên Sa Sư Vị, ngài đó ở ngoài đời đó, ngài thứ ba họ tà, họ tà nhưng mà thứ ba anh lên thứ ba là tam cộng chữ là như lan, lan thì chàng thứ ba là chàng ba là tà, nhìn cho tà không lan chàng ba là tà, thì như thế. Đấy, thế là cái gì là ngày của quý thầy vậy, còn về ngày trước tiên á, ông gì là ở tân lai nha, gần đây ở tân lai, ở đây của vi hành này cùng thuyền với tạ tam chiều chế độ vô là cùng đi chiếc thuyền, cùng đi chung chiếc thuyền, cũng là vậy, hiểu không? Cái gì mà chung với nhau sánh vai mà cùng chung đi nha, là vậy, đã là vậy đó, còn thành còn chung còn thành đây đi xong rồi là chung cái đi lên bộ rồi là thành, cũng là vậy. Ở trên đó là làm lắng nhiều rồi, cái gì là làm ngày kết hôn là cố là bạn cái gì? Trên đây nhé, là ta như vậy là bạn chứ là quyền sách chức vị trước khi đi chôn được đâu không? Làm ngày này chắc chứ quá không chạy ấy, không chạy cái gì câu anh lưới mất cá. Nhưng mà khi đi chôn rồi là tôi có thì trong giai đoạn thôi là chúng ta là một sự xuất sắc trở thành thầy, vì nó có cái tâm duyên để lúc đó để tiếp tục thôi. Cho nên nói cái gì tôi nghĩ rằng có những người được thấy phẩm thấp hèn hay không phải là hoàn toàn hay là cú gì đó, nhưng mà họ đã có đức cao của Chúa. Khi mà họ hiểu một cái họ mau thành đạt thành tựu như thật đó. Cô nhớ cô Bali là ai? Ông làm nghề gì? Bà cạo đúng không? Vậy mà vô chùa à, dưới thật là ông này trở thành người này giữ được số một, đúng không? Muốn biết nói đâu. Còn ông nào là giám hận đi về, đúng không? Nghe không? Yêu ngon, yêu xúc cũng đổ luôn, 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 thầy nhấn mạnh như vậy mà đi vô được là thành công thì lắm, đúng không? Thì lắm là hay vậy, người ta không thể
những cái anh như thì sao mà làm cái gì đúng là cần làm cái là được là tốt không nữa đúng không thà bạn mà hay không không đi cái cấp nhưng nhờ cái như sức tham đi cùng đứng với cùng đi tức là cái trái sòi nhưng mà được phần cái đó cũng làm ra được chúng ta làm chứ còn trước mấy ông học giỏi đầu tiên nhà hàng á anh em là đi hoàn toàn học học hiểu gì mà chứng đạo gần sau cuối trong những mấy cái gì như như là như ba đi là chứng không chứng đạo chứng đấy coi như ba già chứng đạo trước là em nhỏ nhé đã luôn cái gì đến tại sao tôi như nhau tại vì anh em mắc kẹt cái nghĩa gì có nhà tôi thấy chữ của chính là cái gì nó hay đó như vậy nghe chữ tấm là gì tôi nhớ rồi cái chữ tấm là gì nó rỗng lặng nó sáng suốt mà về chữ nghĩa gì quá anh thích nghe rồi nó là cho mày nó thích nghe rồi hiểu không còn mấy gì kia đó nó buông xuống cái ảo nào với ảo nào họ không có nhiều chữ nghĩa như nó nghe cái đầu là ám ảnh đâu đâu đúng không những cái tập kia bây giờ buồn chung nha không chứ nào lại đó là ra một chút như bạn chủ nghĩa nữa cho lâu nó có lý do đúng không mặc dù hôm nay được nhiều chuyển động thể rồi nhưng mà tập không giỏi nhưng mà chứng đạo làm sao mà cho như vậy chứ không phải không chứng đâu thì chứng được nè biết bao nhiêu biết bao nhiêu nghe hiểu không chứ không phải ai cũng đứng là tất bật cái vấn đề học của mình không phải học từ là không biết đạo đâu chứng nhận chứ nhưng mà chọn như vậy phải mắc kẹt nó nhiều quá em buông đi sơ nữa cũng biết đạo đi rồi nhưng mà kiểu là anh em rồi tổ thứ thứ hai đâu có làm được gì đâu như mà học quá học chứng đạo mà nhà em có đi đâu đúng không cũng chứng nhưng chọn đúng không? Cho nên phải nghiên cứu cho nó kể, có nghe người ta nói, mình sợ. Cái nghiên cứu kể, những cái trường hợp đó, trường hợp là vô sinh là, trường hợp học thức là, nếu biết có người chứng đạo thì nó là cái chứng đạo. Nó là sự chứng đạo. Nghĩa là, hiểu chưa? Cho nên đó, đây mình muốn nhắc lại những điều này của nhà vị xa sư vị. Sức thân là một người trẻ lưỡi không chạy không gì nhưng mà câu ý nhưng mà những cái và cũng là một tác gia tận lớn cái sự 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 lỗi đại vì tác gia là người hiểu nhà nhất là chuyện là tâm sư thì tác gia nó là người có thiền sư và lỗi đại nhưng mà là giờ kiểu không tương lai là gì thưa khúc tương lai là trong sách Lịch Tử có cái bài hát trong đó có một đứa bé hát như thế này nước trong tương lai gọi là hát vĩ đó nó thành công đó thì ta chặt cái giải ngũ của ta còn nếu nước trong tương lai cái hát vĩ này mà đốt đó thì ta gỡ chân của ta câu này ám vĩ nói nhưng mà để cho rõ hơn thì có câu chuyện này nó sẽ rõ hơn. Nếu như bé giống như những bé mà nói câu này thì nên có cái người dạy dạy như thế này mình dẫn ra như thế đó cái ngụ ý của cái câu nói tức là sở đó có một quan đại phu và là quốc nguyên à. Thì quốc nguyên bắt đầu thì vua sợ sự ngại nhưng mà sau đó thì vua sợ có mấy người anh thằng hai của họ thì ông mới bắt quyền lên không được đừng qua đại vua còn bị hắt gặp
thì không nên nói gì cũng vô thằng em chứ. Trong buồn, tất buồn thì sao? Đi lang thang. Đi lang thang là cho đội sông Bạch Lan đứng hai hồ, đứng trên đội sông đứng hai hồ. Thì trong khi thay thở như vậy thì có một ông cũng một con câu á, con chạy như phủ bơi cho thuyền câu á. Tôi nghe bắt đầu hỏi chú của ngài là ai vậy, rồi đứng nghe cái gì vậy, nghe cứ nghe nó la là nghe về cô nghe mình sợ ấy. Nghe ông chạy mà hỏi sao vậy, sao mà đứng nghe khai giảng thì cứ nghe nó đã đục hết, có mình đang trong nó buồn quá thật. Tôi đi được dạng chứ không? Không ai hiểu ta chứ. Nhưng cái ông chạy á, ông dắt cái chèo, ông cười cho mấy, nói lên cái câu đó. Ông dùng chèo, dễ tay chèo của em dễ hát thôi. Nước thương anh mà trong trường thì ta nhận cái lỗ của nó. Nước thương anh mà trong trường là cái đáp trả phải không? Dân đó, quý vị đã đọc cầu chúng ta được ra từ vật, từ trọng. Cho nên, giờ cũng ngày 15 tháng 5. Cho nên giờ, đây, ngày đó, tâm làm cái ngày cúc. Ngày thầy cũng ngủ lên. Anh cũng ngủ lên, ý những ngày đó. Sau đó, làm bánh nha, làm bánh gì? Bánh cúng á. Đây là bánh cúng. Nên tôi nghĩ đúng. Mà tại sao mình xin hỏi? Tại sao dặn cho đèo bổ? Tại sao gửi chân? Là hàm ý gì? Nhưng mà cái cầu kiến thì biết không, người thường ấy, thì không có gì giải phủ. Giải phủ thì nó là quen. Quen ấy thì cái bổ nó như thì như giải phủ. Như vậy bỏ lòng học ấy, cho nó đẹp. Nhưng giải phủ hào lý á, được thở á, nó dùng ra lòng quen. Đơn thôi, dễ đảm, như cầu này, các cái lần như vậy. Nào mình cảnh này, chúng mình nhìn thấy là Vũ Châu Nguyễn, Vũ Châu Nguyễn Quốc, và Vũ Châu có một cái vua, nó nhớ là vua đó nhỉ, kể từ cái biển đúng không? À, cái biển, cái cho ngăn ngăn cái biển đó, cái có một anh cũng mang một cái khá lớn, chứ nó nhỏ xỉn như cái quên. Quên nó lấy đi à, cái bầu đại cô cứ vô à, mà tôi cũng nhanh biết tôi giúp cái chỗ cứ cái nhọc thòng này mà chân nó cứ dây ngủ cứ để chút chút thì thôi chết bỏ và cũng quá bỏ quá gì đó giúp cái giữ cái mấy con vua nó nhớ được vua đó thẳng bóc khoáng giống như vậy thật chí số. À, ẩm sự trong cái hộp khi mà cô mấy cái giờ ngủ thương hộp thương vô đó về cái ẩm trắng bây giờ giọng xỉn mà không chịu đứt nghệ ngủ ra thì chưa phải là xỉn các bạn thì chịu đứt cái gì nó là cái hộp chịu đứt thì bao nhiêu nó lọ hay hộp cũng có một hộp không dạy cách chịu đứt rất là hay. Cái là đồng với nhau đó, ông nào trước kia bổ, đâu biết ông quan nào, ông hồn nhau đó.
老对吧？嗯，好可以啊，看我们手机的，那你叫哪个来搞？搞完你要搞对吧？就以上还要两个。嗯，我们有人过关的两只，好呀。朋友你呀，你要吃一个，我们让吃，你要个，那我就要多一点，多一点加。哎，那以前我们养过啊，就比他们厉害。你要熬在温度的保温上面很煎熬，熬在温度里面，熬在温度里面很热的，我打的温度就建议他们很难熬，不然没道理。有，那好，反正把鸡蛋放在里面了，但是盐多呢，鸡蛋很白，鸡蛋里面盐跟盐多呢，那个很白，你讲。cái tập luôn đó là làm quen thì gặp cái thời đoạn vô không vô vô gạo thì thôi về thả lắm thuốc ngã mình thì mới chân ngon đi rửa rửa sạch nhiều gì mới chân đôi giờ nó tốt mà để chung sao mình nói gì nó sao dạ thân tàu thế chìm ha để gặp đi nhé tàu phòng tàu thế thì phóng cái này là ra mắt chứ là tới thằng phóng thế thưa hỏi ở đây là ai thì tôi nghe à, tới thưa cái thằng phóng của tôi nghe à, cái chỉ ấp đó là bán chẳng tới thưa nhập ông nhân tố phải bán chào bán chào lưu thị cái chí lộ này nhau vì em hỏi lưu đúng không? Ở đây là chỉ dân cái chỗ mà từ năm qua giờ chưa là từ gì cũ lắm đúng không? Bây giờ từ năm qua tại là mẹ thế là ý của nó là tùy tôi đi theo con đường của thì tập tổ của tôi này cái đó ý thật đầu hè thì là xài xài đạo này cái ý cái này là ý kiến muốn ra mắt và thật đầu là thế thật đầu này chữ đó cũng là thiền tâm rồi ha cũng là thiền tâm đó thiền tâm rồi ra mắt thật đầu là bản duyên bản sự chỉ sai là thành bản thôi bản với nó bản bản đây là bằng bằng đúng đó chứ tôi cũng đọc sai nha bằng đúng là không đâu chứ tôi như bạn hơi giống trên này đó là được nhầm để đi theo chiến long luôn chứ mà chữ bài là gì là chiến long rồng đó theo cổ nhiễm bên trên là chữ bài nó hơi giống giống nhau cổ rồng thành long chứ không có chiến long cùng rồng bàn quẩn thôi bàn quẩn là một quý sĩ và cái này tu thiền và khi mà mất đó, cái này mất cái tự tại chết cái tự tại vì nhớ về bọn thân họ cả nhà bằng vững ở trong thiền tâm cũng chắc biết hết rồi có nghĩa là thì còn mình sắp mất thì ổng với kêu gái là một xíu ra còn mặt trời muốn ngỏ chưa thì mình chiếu mới dạ có đi ra ngoài bây giờ còn ngày còn bước ra một cửa bây giờ trên trời chúng tôi vô thứ ba đúng rồi rồi nhưng mà có sao chim cẩu á cái che của mặt trời à gây không bằng đúng vậy hả cái ba ra coi là ông tin á đi ra con thì con chiếu nó ra lên trên bọ cây sẵn cảnh như tận rồi là nó còn sẽ bằng rồi đó không phải gì đâu cái che nó phải là lợi đúng không để trước được rồi như là ông ấy là cho bác tình cho bà cái bà bà đó cái bà bà đúng á chiên trai cái đứa đang khỏe được cái kẹo luôn thì anh chàng con trai này á cái là em cái anh chị của ông Minh Chiếu thì nghe xong cái anh biết chuyện cái cài là tận rồi nghe bà nhỏ cái thằng này dễ lắm cái ba cũng chết thật luôn nghe nó luôn thì tao mới báo tin cho bà đúng rồi đây đáng là bảy người
bạn đi chơi, bạn cùng quay nhưng mà nhỏ, bạn cái bò xong đi, còn vẫn nên nằm gối cái đầu cái ghế rồi đó, nó chuyện rồi đó, nó sẽ đi nghe, đi được, đi vững chắc, ý lên là không thấy, không thì con thốt, tự mà, cho nên để con mới vừa cái con đường nghe, thì nói lên cái tiếng không phải tự tại, tự tại cái mức mà sinh tử không làm gì được họ, cái đó là siêu. Đúng không? Siêu nhất là lúc đó, cho nên nó phải còn lớn. Và sau này, thầy Trung cũng chứng minh chuyện đó là không vui. Thầy Trung nói là giống như mọi người kia. Bạn mà cũng là nhân cơ, bạn biết là nhân cơ. Cùng nhân vai. Được không? Bạn người đừng phải sống mãi, đi ngang nhau với bạn. Đó. Cho nên cái tầm cỡ của mình, nhân cơ là cư sĩ cái mức độ như là nghe cơ như vậy nói được là được thì chúng ta lại ngồi đi Phật vui là ngô là hề cố tức là cái vui của ta đó là ngồi cái vui của ta thì cái vui đó ta vui cái vui như cái vui của ngài cố đại cố đại nghe tức là cố đại mặt thường nó bên hoa người ta nói là vị thân của các vị này ngày hiện thân đó rất đặc biệt thì ra mà chưa làm được gì sao ha nhưng mà ngày xuất hiện thì giữ cái thân là ngày béo nên là có bị ngang mập nhưng mà chúng ta thấy là ngày ngày nhét cái bao mặt ấy là sơn đồ hô bố chứ đại quá không to mà chữ bố à chữ bố là bạn rồi bố đại là cũng bao bạn là bố bố thì có bao cái gì ngày nhật nha kẹo bánh cá đủ thứ đó cái đồ mà rất thích ngày nhật cũng bao luôn sáng nào cũng thường dậy cũng bao cái giá gì gặp rất á nhưng mà nói ngày khác không bao là khác gặp không cần biết nhà nào cả. Chân tớ của con nhà tớ đi đi của chùa hôm qua ngày chuẩn bị ngày giết mình ngày lúc đó còn đi nào thì ta còn là cái gì ta nhìn tả di lặng chân di lặng nó nghe ở trên lúc đó còn cái gì đó cái đó thì nó là từ cái có thể là nhẹ chút không biết nhà là tại vì có một dạng không dài nó tầm thường mới đúng giống như ông thầy chùa mà không nhóc tầm thường đó là cái gì ấy như là mất tự tại nào vô đại cái trong cuối cùng là cuồng ngô cuồng nghề bỏ quá cuồng cái cuồng của ta là cái cuồng của ngài bỏ quá cái cuồng này cũng giống như ngông như gà ngông gà là sao chứ không người ngông người gà nữa là con người này không theo một quy tắc nhất định nào cả như là không là ngô không có gì không khác như vậy khác đi một chỗ rồi chỗ kia nó có chặt được nhưng cổ quá rồi cổ quá là nhân vật mà cũng hòa tán ngày lâm thế điều nguyên này cái lâm thế tới biết là điều nguyên thấy tới lâm thế lâm thế được thân tất điều nguyên là thân chân này điều nguyên ông đi tới dùng các cái tên là thông tế hoặc là tới cái miệng thông tế cái gì gọi là thông tế dấu ấn của nó bao nhiêu sao thì có cổ ấn cổ ấn đến trạm dứt trạm đi cho để mà dấu ấn cổ thì cổ ấn này có một cái
thành công rất là kỳ diệu, là thành công rất là khác. Ông đã đạo nhé, sáng ông đã đạo, bây giờ tôi yêu tôi. Chạy có nhà ông trả, thì nhà ông trả có bốn cửa, cái nam, cái nông, cái tay, cái bắc ấy. Để đến dưới nhà ông trả ra, ông chụp gió, chụp đạo, ông chụp, khi ông chụp, nó cũng không nghe ông chụp, không nghe ông chụp, gió mà à, còn nó chưa chắc rồi thay thì có như nó đi ổn đấy chúng ta thì người gái thì quyển như qua đó rồi là bỏ quyển ngày đó tôi nói vậy chỉ cần chụp chụp thì nó biết rồi ngày đó thông minh thì nó biết là chụp chụp với cái đó là cái có phải trần gian để làm cái gì đó không? Ví dụ như gì nói gì làm gì chứ không ai nè cái gì nói là tôi phải lao động chứ tôi phải làm gì có ích trên xã hội cho nên là tôi còn phải chứ thì nói lên chữ nghĩa hay ho như vậy cứ chẳng qua là một chữ gió cái gì đó thế là làm thì cái chuyện không đâu có phải không? Giờ ví dụ gì là tổng thống đi, gì nói gì là đất nước này kẻ tạm thời đó thì trên chữ nghĩa thấy nó hay nó đẹp đẽ nhưng mà rồi trải qua hết cái thời của mình đi ví dụ như không ra không làm gì qua thời của mình rồi rồi sau đó cầu bài nó không có ai có những cái đứa mà không thích cũng chửi nó không chứ chắc gì ổng là chắc ấy đúng không? Mà nhiều mình nghĩ gì lắm như thằng Tiểu Hoàng ổng nói ổng là biết chuyện thành như vậy là tốt là hay nhưng mà có những người không chịu đâu nói ổng là khổ thiên hạ đúng không? Nó có chuyện đó mà hỏi là có rất nhiều công lao làm như vậy vô người đời khen ngợi nhưng chưa chắc chứ chắc anh không thấy. Rồi cả cái đời mình làm xong rồi thì làm xuống rồi mình chỉ ngắm cho coi đến suốt cảnh chất mình ngắm có phải là mình làm cái gì cũng là cái bóng đúng không nha cái bóng rốt cuộc mình cũng đâu đâu em được cái gì ngoài cái bóng cái gì nhưng nó là thật gì cho em được những cái sự gì cũng gì cho em chưa ngọt ra đi như vậy không ai có bóng được đúng không? Hôm nay là chị sư khai thị để anh chị đừng có quá kêu là điên mại nó quá khắp lâu tâm khổ tướng gì đó và để thầy giải cho nó làm cái là cô may thầy chết cái gì đi theo mình cái gì đúng không? Và cái gì đó là còn gì còn cái và còn đó mình làm trên thế gian mình làm nhiều công dân cái thế đó là hiện ra là bán chịu còn sở là bán chịu muốn nổi tiếng là bán chịu khi có quyền trong tay là bán nhiều lắm có thể bỏ đảm gì thích đi chinh phạt đông tây nam bắc đủ thế chưa người ta như được đó thì không ép là gì nóng chất cù là gì cũng là chụp gió cũng không chụp cái bóng hư quyển không có gì thật đâu vậy mà không thể thọ và chất là vì cho nên khổ như chất cho khổ đậm hay thị là hay thị rất là hay ha chất hay thị rất là rõ là tại vì là khổ mình vô minh quá và nó chưa được phê phán ngài là khổ là mình vô minh chỉ mình cái thiết thực thôi. Bây giờ nói về chữ nghĩa đó, câu hỏi xa, nghe có một hành động, chân diện hành động, trung thành, chỉ đạo, là không nhận ra. Mà thiền sư đại như vậy, cách dạy người không thông qua chữ nghĩa, dùng tắt cái động tác, hành động phải là cảm thấy được, dùng cái động tác, dơ tay, quay mặt động
cái cây cái cây lưới đó và cây gậy đó khỏi tắt người sát khắc tinh vừa biết này chặt là bỏ được không có kẹt tự nhiên cầm giảm nhiều quá đó mà tự nhiên người ta sẽ dứt được không gọi là thiền sư dạy lòng các bạn các bạn thiền sư nào dưới những chuyện gì mà là lão hòa thiền hoặc các bạn thiền dùng do tâm bất khả do nó ra thì nó là một cái đặc đặc tính của cái đặc tổng đạo của thiền tâm như trong thế giới rất tuyệt vời. Và nguyên sáu cái câu đó là sáu câu đó chỉ trước một cả 12 câu đó là mẹ con thật thật là gì là vô mã là cái gì cái thật thực trạng cái thực trạng của cái phóng khoáng như thế nào đó là mã vô mã cái phóng khoáng như là hộ quán như là bố đạo đúng không như là mã của bà cái sĩ như là mã của những gì nó đều là không bị gì không thống nhất với trời cao thì ta trở về bắt đầu sang cái câu luận này thì thường trong bài tập này cũng có một phải nhân cái bố cục như vậy đây là bốn câu luận sáu câu luận và hai câu đi từ đường rồi đốt đốt phù vân hề phú quý vu vu mã đích yên quan hồ vi hề quan đồ hiển trần phá hề phá nại hề thế phá duyên dương đốt đốt là ối ối nha chú ý là để học sang như mây nhỏ phù phù vân là mây nhỏ chữ phù vi tức là cái nhỏ sang nó như như mây nhỏ cái đúng nhỏ cài nhỏ hài không không nghe nhỏ mà có thể nói thì nó thoáng qua nó như nó may nó mình nghe mình sống tới một ngày sống lập rồi chứng kiến mình thấy rõ cái điều này rõ cái này trải qua nhiều cái triều đại chứng kiến rồi cũng đọc sách ngay cả trong gia đình mình cũng chứng kiến lại đúng là chuyện may rõ sự nghiệp của anh là nhờ nó tiêu không ai hỏi là gì như vậy mấy người ông khi nó đang vay hoặc tập nó có vay là hu hu quá kết nha hề nghi quan tức là cái tuổi sinh sanh mình như bóng bóng lửa như quá kết nó là nó bóng câu như sau không được con người cao và người to trẻ rất là nhanh băng lên cái cửa nghĩa là thời gian nhanh cực kỳ mà đúng vậy đi nhảy ra như như về nhảy ra là ai rồi nhảy nữa hay nhảy nữa là thì nếu giờ đi như là rất trẻ này anh già sống một cái ngoan nhanh cái bộ cứ thật cực kỳ đó còn nhớ mấy nhỏ đi xem bằng áo màu gì còn nhớ rồi tôi thiếu nợ rồi làm sao nghe thầy từ tiền chiếu nhân bài phóng cuộc năm tiền mấy anh chưa còn nhớ đó đêm đó nghe cũng kỷ niệm gì nhưng mà đó thì lại đúng không như biết mọc mà thôi nhưng nó may may mà sinh xong nó giống như một những câu bị sổ khó lòng nó cái tuổi sinh xanh này nó lá đẩy nó bao nhiêu bữa trước em nuôi gì nó sắp không rồi quá trời nó nói cho nên ở đây là nhà cái ối ối chà chà này là những từ cảm thán cái từ cảm thán là thán thở đó. Yeah.
รือที่เนี่ยมันเป็นนักรือที่ไม่ผ่านมันไปเชื่อมเหล็กไปเชื่อมแผลที่เราอยู่ได้เดี๋ยวแบบที่นอนแผลที่เราต้องไปตัวอย่างย้อนยิ่งยิ่งรู้ยิ่งยิ่งไหนเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยย้อนกลับไปนานอีกเยอะของของไปยิ่งใหญ่ถึงแค่ท้อถึงแค่ไหนที่น้ำท่วมที่เราท่วมช่องติดเราติดตาแค่ไหนเนี่ยมีในรอยที่นั่นได้หลงนั่นเองมันน้อยแหละที่เดี๋ยวย้อนจิตวิญญาณก็ยิ่งรู้หลงcác chị mà xưa là băng một tháo phải làm cái coi đâu trình bày rất là bằng này cuối cùng là rất là chặt chẽ sau khi trình bày đó thì không bán về lý do là kẻ không bán trình bày cái chuyện mà không bán không bán đi chứ không làm gì không bán là bên nữa bên rồi nhé những câu luận mình đi đưa ra lời khuyên đây là bên này hồ bi hề quan hộ hiện trạng hồn bi là làm chế làm gì làm chế làm gì có người quay làm chế đó đứng đi con đường đó vì sao cái này hiện trạng nó nguy hiểm cực kỳ và làm quá nó nguy hiểm cực kỳ chính từ trong cái trạng đó rồi cái trong từng đời ha là trải qua không lẽ tôi không quan sát như chuyện này con đường đó là việc bị tranh giành, nha, tranh giành gì với nhau, cái mặt hại gì nữa, nó làm gì, nó phải làm, nó khi nào mà cần cầu nè, giúp nước cần giúp họ, xong họ có giàu nghề mà, nhưng thân thì giá, thì thường á, mình không học đạo á, mình làm quen, cho mình nghĩ, mình có câu á, cho mình ăn mình thở mà không di chuyển được đâu. Và có khi không có được thực chất nhiều như gương nhà thẩm như ai ai biết kêu bằng nghe nét lại trong chiêu ông thương mình đó kiểu là thật đánh quá rồi đem công lao cái những thương thêm mình thường thường nó mấy người khôn thấy được nghĩa họ họ kể giáo luôn bye bye dây ra về tôi đó là người thương này như vậy mà sống như phật lại thì chúng ta có một hộp kinh trung lương còn nhà chỉ biết á nghĩ mình có công á ở là này ở ví dụ đó thì bây giờ chặt quá thì nhiều rồi giờ thấy bệnh á mình chưa sẽ lo cho mình tỉnh tưởng mình sống nhiều như tưởng mình hậu mình có tiền có bạn mình sống nhiều như có khi cảm thấy như nhau và như chết chết như hà chết chết mới qua lớn của mấy cái chuyện đằng trước giờ phải chuyện xưa thôi là nhà em thôi à bạn là đến mà bạn đưa lương mà khi bạn đưa lương mà bạn còn là hành tính hành tính đó anh né bà trời ơi thấy con cổ á con chết con người là rốt cuộc bị giết chết rồi chết thể thảm luôn trong khi chưa lương nên mới biết cái sự khác chưa lương hơn chưa lương là chưa lương thì chưa cao mà chưa là hậu chưa lương mới liên hệ với hoàn thành công với hoàn thành công không cái là một biết thì chưa lương á lúc đó á bận hết còn nghèo thì thôi một hôm đi qua cái cầu cái cầu là cái cầu con già dầm này cũng đi đồng thời đi qua cầu đi như cầu rồi nó chết chết rồi rơi xuống sông cái cầu cũng sống rồi cái chân lương chạy trong lượng nó đã là ba lần đi chân lương chẳng thể xuống lượng nó đã thử mà già nó thử thì lương có chí rồi không có chí cứ là cháu với ông ngoài bị chút nhau chạy chừng rất à cái điều chạy chừng được nhau ba lần nghe không là cứ ba lần cái nhà hàng này nữa nhớ trong góc cái dòng cái
cái thứ bài của anh, thứ bài góp sách ra nhớ là gì không? Đó là cuốn sách dài về trách nhiệm của mình nắm giặt không? Thì cái nước anh ơi, ta cho con cuốn sách này và học cho nó thành chữ nhớ. Giờ nhớ nha, cho này nhắc đến thẩm trị, em thấy được thẩm trị nhớ đi tô lại nhớ là vậy để cho nó đi kiếm là dạy thôi. Thì chú luôn y mà nghe lời dạy thì hỏi thăm ông sẽ không tình hoàn thành, tình hoàn thành không dạy chú luôn là y là dạy dạy thì giúp hắn cầu tội thành tựu lập nên nhà án rồi không dám từ nhà án đi không có mấy gì không cần không lòng không cần dạy vòng tròn tôi riêng thành đặc tạo rồi theo dạy đặc tạo nên nó hàng chính nó là chân bền tôi hiểu được việc cho nên phải tư duy rằng là không đi được mà nghiệp lá tôi được cái tranh giành dĩ nhiên là phải hại mình đang cái đó đó. Là câu hay hay là câu cuối cùng cho mình kêu kết cuối cùng nha. Phá mẹ thế phải yêu thương, tức là chịu sao chịu nói cái chuyện nó làm không có cái trò này thế hả cái thói đoạn nó là cái vô trường cái là khen chê vô trường với một là nó còn một lần tốt là sao hoàn sao có lập một chút cái buồn em cái vấn đề trời là giống như nó lập nếu là nó không phải bình thường nó thay đổi gì bữa trước nó lập tượng tài này nó để cao nhất nhiều tôi không dạy tới có khi nói qua thì sao nó đã cao để chúng ta sang nó sâu ngã từ ngày nó đi nó mong cái gì trong lưng xa nó dẹp ra nó chán một mặt xa cái trò nó là nó xấy nó một mặt nhất là trong khí học nó được khí học mấy chiếc nhà này nó không thành thở đi rồi nó tới cái xong nhưng nhà này cao à nó chán không cao thấy nó không bị nhưng nó không ai được xử lý nó đúng rồi nó chỉ cái đó cho nên nó may đến cái khối lợi nó chịu được tư lên cho nên nha cái nó thôi đi ra ngoài phải á cái thói đời nó là mẹ bạn đừng có vô gì chịu các bạn chịu được chi chịu được sao gì đúng vậy cho nên thôi đưa ra cái phương hướng giải quyết này, kinh nghiệm lượng ngay chi đưa ra cái cách giải quyết. Kinh thường á, nếu không có cách giải quyết thì chúng ta phải học yếu thế, biết quay và rơi vào trường hợp làm cái. Vì biết mình đã nói cái bối cảnh của cái cuộc sống á, cái bối cảnh sỏi đó, thì thời đó người ta theo cái tam giáo của nguyên nho Phật lão. Nếu cái nhiên mình nho đó thì nó hoàn toàn như là cái lý thức nào mà nó ra cái lý nào được á thì lại không cân ta đưa ra lên cao hư á thì là không phải thì lại bị dập và khi dù dập nó như vậy thì ra sao nó đi không nguyên nó thì mình phải chết nhưng vậy không như nó như thế trần vừa lại á thì đạo Phật bảo đối với thôi cốc có thành đạo thì hết mấy gì do này không có nhiều ta đây đưa gì đừng đã đó nó không có gì gì nào trước như vậy nó hay không đúng chưa đúng chưa
đang để tôi đưa em nhắc được các bạn học hàng dẫn các bạn hay thế này thông tắc lệ hình thông tắc lệ hiện tại tức là chỗ sâu á thì ta cứ phải nguyên nó buồn nó khổ quá nó kẹt đó à nó chống cản á thì ta chỉ cần mấy áo mấy quần đi tham gia thế nào mấy cái đó là cách hành xử của nó cái người ấy cảm quan người cảm đạo và từ trong sống như vậy tức là khi mà đời á chỗ sâu làm sao là trong cả thí dụ như là chỗ sâu thí dụ làm gì thí dụ đúng không dạ không có thầy theo con chỗ sâu ví dụ như là trong cuộc sống của mình đi mình phải gặp những cái việc mà khó khăn vất vả thì thường những cái việc khó làm khó khăn đó thì hầu như ít có ai mà để ý quan tâm mà thường người ta chỉ đi con đường mà người khác đã đi đã có sẵn nhưng mà đi ngày thì vậy mình làm những cái chỗ mà sâu á có nghĩa là những chỗ mà không ai làm những chỗ khó khăn á thì mình phải nhấn bước để mình tìm được cái vẻ thật của nó ở đó và cái chỗ bạn là chỗ người ta đã đi qua chỗ mà có sẵn thì mình nên chỉ khi nào cần thiết mình mới đi được không thì thôi nên đi vào con đường kia thì có vẻ nó hay ổn mà mình sẽ phát huy được cái khả năng trí tuệ của mình hơn và bây giờ cái từ bây giờ thôi và là nhấn thanh ví dụ giờ là rồi ha nhưng mà thì mua bán mình tốt nghiệp xong ngay nhớ thôi nhẹ đi xuống cầu em đi sau xa rồi rồi đi Thank you.
con thần thánh. Vì những cuộc đã chịu phạt thôi. Chúng ta chịu phạt tại sao chưa thần thánh? Mặc dù cho thấy luôn mình em hỏi chưa là chưa thần thánh. Tại sao? Cho việc mà chết ra hiểu được đó là nhưng mà tại vì cái câu này nghe được rồi, chưa có biết thực gì đâu, cứ nhận nhiều đi mà thầy không nhắc quá, cái việc mà thực ra chịu khó lắm, phải chịu cực chịu khó lắm, giống như thầy đi chùa chùa đó, thầy không thích ai, thầy không thích dạng mình thầy, thầy cứ luôn công đức thôi, thầy chịu khó nhau quá, phải nếu chưa có biết thuộc thì hiểu không? Không phải là có miếng hộ làm gì cũng được, không ăn được họ cho nên làm gì đó do hiểu không? Mình thấy như là cũng bị đó, ông tôi nhắm á, ông mình đợi ông đâu có làm gì đồng phật thì một cái thì hiện xuống á thì có nhiều cái họ cứ làm những cái sự giống rồi chúng ta có nhiều người đi đó, còn có một mình cũng kia làm sao gì lắm, làm cho bằng nổi một mình không có làm gì lắm, có hiểu không? Không biết thôi, phải có bồ đề biết thôi, cái là một điều khó thôi mà giúp người ta, hay giải giải người ta, tới người ta cũng có chuyện bài người ta mới giúp mình, nó là bồ đề biết thôi, không phải ngày hầu cũng phải có, tụi chúng chưa. Hôm đó anh chào thành có mặt rồi, bởi vì nhà cũng vậy, bởi công đức dữ không cao, anh đào công đức thì kết quả là cái đó là Phật, Phật cũng có được chốn, do như thầy dụng trị, con bên thì không còn lại chùa và cái chú, và ông mình con, ông ấy chùa bên con, cũng chưa bao giờ được rồi, nhưng mà thắt là không làm thấy phải đau, phải cho chúng ta một căn hay bốn người, bốn người đúng không? Căn đau nhiều là đau thì ngày càng là tại vì nó con mà nó con yếu quá, gì dữ chưa? Chứ không phải thì tông á, thành nói là nhân luôn, luôn nghiệp thành phật đó, chỉ tâm phật đó, trở về cái đó, chứ chưa phải là quả. Nói gì vậy ao thôi ha, chứ nói mà ba thân kỳ nữa là ngán lắm, chứ mình chất và cái thân ni ba thân kỳ cái thành cái quả vị đúng như trên diện được đó, chứ mình chỉ nói như vậy ra đời mình thấy là tất cả những gì thế gian nó họ cho nên mình đang vô nè, trên cái đường đường phải làm cái nghệ đồng sanh trí chủ linh yêu nha, là sao đó đồng nhi tân tu, cái là sao, tức là cái giống Phật trên đó phải làm cho nó trổ hoa kết quả bồ đề, chứ không phải như đó là đủ đâu, mình coi đó mình để nó hoài. Ví dụ con nói không biết thì con là Phật tánh đó, là thọ, cho nên là không cần phát triển lên thành thì không có gì nữa. Nó nuôi dưỡng cái hoa, tu tập nuôi dưỡng, kết quả quả là gì? Đúng đó. Hoa, hoa, quả là bảo vệ. Nó hoa quả, nó làm ra cái mọc là Phật tánh, không trí tuệ, trí chủ là nó mọc, hẹn cái quả. Nhân miêu nó mọc nhân giác nó hay vui ấm trổ hoài và trốn khỏi kết quả là khỏi như vậy, nhưng mà những cái chừng một đêm thọ
cộng hơn bất tỉnh chết thôi, kiểu cười khơi thôi, không chịu nhưng mà không chịu ráng sức gì hết, không biết thế nào, hiểu sao không làm được chứ, không bao giờ làm được, phải qua cái đoạn đường tắc tận làm được, không hiểu rồi, ngoài vì kiến tấn ra, chứ tội người dân đây, còn kiến tấn sau, còn không phải lãnh cái chủ của lâu, nó họ làm chủ của lâu, tội giáo quá, biết gì nói gì này, họ là tổ của một tập đoàn. Rồi cái câu thứ hai cũng rất là hay, dùng thì ra mai chừng bỏ những nam mẹ mặt tàn, tức là những tất thành hề xả tất này. Cái câu này á mình rất là thích, và cũng nói là cái gì một cái này cũng là nhấn mạnh để cho cái gì một của ngài nó gồm có hai mặt, cái mặt của ông gồm có hai mặt, cái mảng não gồm hai giác mạc, một mặt gọi là hỗn độn, hỗn cảnh, một mặt cái mảng não gọi là siêu tốc độ siêu, hai cái mặt sau này rất là nghĩa là em tức là không còn làm sao là ngoài đi vào về cái nghề học nghề học đi vào công nhận là quay thiếu chút nữa yêu là những nhân thế làm sao hỏi tốt đẹp là không còn có cái lời hòa tức là hòa quay làm cần nha cái lòng cần thì hòa ánh sáng được hiểu rồi đó là cái nghề học nghề học. Thế khi nuôi được mình ra sức ra công đánh nhập vào nhập vào kiến thiết đến đó đó là dùng thì khác mai sự kiện đó là về cái mặt siêu phẩm làm sao phải bỏ chúng ta không phải chúng ta nói về cái chúng ta cái giải thoát cái siêu như thế hay là thế là cái vừa cái cách chúng ta cho chúng ta một thời gian hoài một thời gian, vẫn còn một thời gian. Thật thế đó là chưa có một thời gian. Tức là không cố định, không cố định. Tạm nghĩa là tạm nghề. Đó là cái gì? Con người đúng là không khoái thôi. Đó là cái tính kết quả của sự không khoái. Chứ không như là do một mặt là những người không đi lại bỏ đi một người nhà chất hoặc là như bên triết học của Lạc Thêm lắm nhận lắm nhận nó phải là hay một mặt lắm nhận nó phải là hay không giúp được người cho người nó sống với người cho chất nó sống với ông mà giúp lại vẫn cái hay thì luôn là cần là cần cho người cho đó là vừa hỗn vừa sức tục cái hai cái nhãn nhãn nhân sanh đó người ta luôn nói về độc đáo nhân sư độc đáo còn cái chữ đó là bản chất bản chất bản tâm bản chất thiền tâm là thiền sư độc đáo như thế này thiền sư độc đáo cái hai con đường này mà cái đúng là cái phòng đau mình á không có kiến tấn á không thể làm được luôn không thể làm được không đủ cái gan là đúng không thì rồi mấy cái người mà theo học thuyết đạo trang không đủ cái gan là như thế phải làm cho phải không đủ cái gan. Tại vì sao? Sợ chết. Không kiến tấn thì sợ chết. Sợ chổn. Đúng không? Cần kiến tấn á. Sợ
thái độ quý mà hay thử cái nóng nhạc với anh chị để làm cho con có chấp đi độ bổ quý mà nó thấy thử đi cho nên con có thể hay cho nên hay của con sẽ đi con sẽ đi đó là từ cái gì dũng là chúng ta sẽ đi dũng dũng là bỏ rộng đó thì bình đó mình được để tiến công phải không để đưa ra một cái trách nhiệm và giải quyết cho công an cho nhiều và đây bốn mươi cấp cũng tuyệt vời tôi thấy rõ cái chữ gọi là tráng trà nhưng mà mạnh mẽ chứ không phải nãy là cho hậu ca thân thang phóng thang nên tráng trà muôn tứ đại à tập viên hãy chứ tứ đại phóng tứ đại về mặt và trốc liễu như chiếc sân hệ vô vô nguyên thích ngã quyền hệ đắc hệ sợ sinh tử tương thức hệ ư ngã phương rất hay do đầu thành cái mất hệ và trò này cũng giống cái đầu à có thể nghĩ ra chứ đâu cả thử ra bốn năm sau đừng nắm mắt rồi chị hén đừng nắm mắt em chứ anh bốn năm ngày hồi cầu đầu cái cầu của mình bốn năm bốn tứ đại mà tả khắp tịch diệt tánh chung tùy ẩm trác chư hành vô thường nhất thiết không tức thị như lai đại viên giác mình chơi con kẻ nữ của tổng loại dữ lắm đây là bộ câu của chị Dung Ngô cũng cứ đại như bản thân cái này cũng hay là một cái trường đương thì cho em không thôi mà họ chất chứ là đối với cái thân này như là chỉ nên nên chấp nhận nhau và gọi là các bạn là những người chúng ta gọi là cái thuộc con quý đi cái thái sẽ cái thuộc con quý đi cái cảnh luôn cái động nói vậy thì phải lo xuống cái câu là chê thay mẹ chứ không là cái thùng khoan đi đi cái gì là cái gì đúng kỹ mà quý vị dù thực cái sức dụng thơ bất sổ ngon gì gì đó cũng là thùng khoan đi đi mà vậy tôi phải hỏi cho nên nó có cái này là gì nha cho nên chê đỏ này hả mua cái đi bóng là mua mua đi nó thay thì có ở đây không nghĩa là con ăn con ngủ nha em vẫn nên nhiêu chịu chủ quá cái thùng hoa mà càng nên nhiêu chịu chủ nó có càng càng khó ví dụ như cái tấm bỏ nó lại đúng không cái nó chẳng thôi chứ là chồng ra là hồ kinh đúng không cái rõ ra là nó và nó còn tội ngoài ví dụ thực phân ra nó không muối nè nó còn tỏ tỏ nữa nếu nó không còn tỏ mà cũng không dạ thì nó muốn chi từ cầu mình chỉ thắt cái nè tỏ tỏ nghe nó thôi thấy không mình muốn cho nó được nó đẹp thì mình tỏ tỏ nó ví dụ cái mỗi chắc là cứ chắc này đúng không nó đưa nó như thế nào rồi nó cắt lại đúng không mình sẽ cưng thân là mình có ánh sáng. Bây giờ mình biết là được nâng cao chức vị nhân cũng sáng tạo rồi. Mình cảm thấy ấm, biết được tạo tội chưa? Mình có đấy. Hãy khi mà chúng sinh cộng thương cộng với mình chút thôi chơi cái tạo chán thì mình đã tài hạn chúng sinh rồi. Cái việc đó không chẳng có lại được lần này. Mình bước ra mình tự nhiên giờ mấy như là mấy trẻ thêm con gái gì cũng rất là lo lắng lo chọn cho nó không nói gì với mình đâu mình chọn cho chết và chết chết như này à thì chết nhiều rồi và tội nghiệp lắm mà chỉ có đi tu à hay nhớ được quả cấm căn mi sát hại sinh ra nếu giờ nhỏ nước sôi hay không gì
dầu đổ về nước còn nóng á, tạt còn cắm á, không cho nó còn nóng á, tạt như vậy nó đi sinh á, nó chết, những con nhỏ nó thấy rồi, tạt nó khổ nó chết chứ, anh chị nói, còn còn dài nó là kể, anh em tôi muốn, tại sao không bước, vì giữ như vậy mà không bước, không tổn hại chúng sinh, mùa hạ không cho mình đi nước tôn. Vì hồi xưa nó là những người ở nhà đất á, biết cũng không được nhỏ nhất á, có nhiều còn cứ đi qua ăn tạm cái gì sáng gần ngày sáng rồi thì tất cả đất thì cũng có ốc rồi cái gì đó viên cao lô bông lô bông xưa cũng để nhỏ lại rồi con những con đường nhỏ nhỏ một ngày nó sẵn mình vô tình giết thầy không biết con gì sự thật còn một cái gì nó thân thì nó không cái thân thì nó cắm cái này khi đổ thì mê mình đừng có cân đua á mua cái loại này thì nó nắm giữ nó ở đây là sợ ai nắm giữ mà phải chốc là thì nó nắm mạng mình phải chốc và giải tự ra trước khi đừng nắm bắt mình không bắt mình nghe là bị gầy cái như thế này thôi không có giữ nó cái tay này tay cái bạn phải là sống nha nó vẫn chấp chấp cho nó đi ngu hay không giữ nó cái tên này đúng không hay gì nếu biết sân hè hương vung mang hương mê tức là thấu suốt cái liệu đây là họ họ sâu thấu suốt thì căn một đời này thôi có chạy tiên kiệm tiên kiệm vô men chạy từ ngoài chạy lung tung cái tiên kiệm chị người ông đáo đó xong rồi ông đi nữa mình không xong đó là cái đi vào này đi học không biết được rồi xong rồi anh nói nếu chị xong thấu xuống thôi chạy đây là con người một người tí tắm chuyện nhà không là không chạy qua chứ không chạy lung tung hiểu không hay những câu là rất là diễn đạt cái phong thái của mọi người phát bộ phận này có thể nói đến câu số ba nhiều người lầm nhất thích ngã mị hề là ngã sợ chính cái câu ngã sợ là những người nhiều việc khác nhau gì nghe sợ được gì? Chưa phải là những cái sở hữu của mình chứ. Nếu hiểu cái đó thì mình sẽ định ra. Lúc như mình đã làm rồi, mình là thích nó phù hợp. Nhưng cái mình của ta là được những cái vật dụng chưa hơn ta. Vậy mình quá là họ thôi là ví dụ những cái vật của ta, cái xe của ta là cái sợ. Người vợ của ta dây ngã sở dây còn gì hết không cho anh ngã sở đây có thể thấy gì không phải là những trận sở để cho nó là cái gì Thank you.
sáng suốt, sáng trong. Cho nên sao không chết, sống chết đương nhiên là chuyện đó là cái chỗ mà Hà Phương đó đâu có nhảy gì. Hà Phương đó đâu có nhảy. Sống chết nó nhập nhòi gì, nhập thịt cả gì. Sống chết là nó bước cho hai ngày đó. Nhưng mà không phải hai ngày, nên đâu có nhập nhòi gì. Nếu dịch em cái từ của em bây giờ đó. Nên dịch như vậy thì ai yêu cô nó đi. Nhập nhòi ai yêu cô. Nên dịch là phá là không có hại gì nữa. Không có tổng hại, không có hại gì, nhảy, ta chẳng nhảy. Đi đâu dưới chân mà, sợi dĩ nó nhảy, và mình cho hai nhảy mà mình không nhảy nhảy nhảy. Thế đúng không? Không phải có một nhảy, mình nhảy tiếp tục thật nhảy. Mới khó thì bỏ lỏng nè, giờ chắc ai cũng vô lên gì đó. Cho nên vậy nó nhảy, nó nhảy. Chính mình nhảy là do cho nó không được tự tạo. Không có trí nữa. Thì là tôi là em chê. Có cái trí. Biết cái phần của anh lợi. Thì nó là anh nhảy. Cũng khó là không có nguyên nó. Tại sao? Quá chờ ông mà trời gặp mặt. Có lắm mà. Rõ tôi là quá trình rõ nha. Đừng chỉ cho anh nhảy. Học học kia là tâm đó, nó cái tự tâm đó, cái là tự chọn là tự tâm. Các kia là Phật tâm, tâm Phật, tâm chân như Phật tâm, chân tâm, chân không, đó. Chứ là cái trí tuệ bát nhã đó. Mình chịu nghe không? Cho cái trí tuệ bát nhã là mình chịu thôi. Phải chịu thôi, cho mình đi nữa không? Thì cố gắng đi với nó, đồng đi tâm số đi. Rất là làm cho kết thành quá quả của đề có được. Nhất định như vậy. Cô là hướng cái gì nhớ. Khẩu sư thì đến mà. Còn cái thân này tạm được thôi. Tại vì có cái gì mà gặp hai thân mà. Anh mang cái gì mà thân. Từ vậy đó. Nhưng mà như đó là đạt cái trí tuệ kia. Khi tôi thấy cái đạo lý nó rõ ràng nó đơn giản. Do vì đơn giản quá và được và được thì là cái nó đơn giản quá. Thấy câu này mà không biết làm gì. Hai đơn giản thì đó là tôi giải thích được nhiều chuyện. Cho nên mình thích thì đâu hiện ra nó là có gì nhiều. Câu đó có gì để đọc kinh, mạch gì đó. Không cần. Được chú cũng không cần. Nhưng tại vì vậy mình nặng nó, mình nhờ nó nguyên cái việc kia. Chứ thiện ra đi người mà trí tuệ này. Nha, thì cũng phải vô thẳng với đất Phật này. Mình thẳng này. Tại vì tất cả con đường đều phải về chỗ này. Chứ có con sẽ nghĩ thường kinh đi chứ cũng vậy á. Như Phật như vậy đó. Thì chú nó đi đó. Nó chỉ thắng không về đâu. Đi đâu trong đó. Thì tông thì thắng quá. Nó nên trực chỉ nhân tông. Cái gì nói họ cũng như cứ kể. Nó biết thì tông ngay. Cứ kể. Giảng gì cứ kể. Tại vì không đủ niềm tin. Và đó là nó nhắc hoài. Là không đủ niềm tin. Nhờ mình cố làm sao mình đủ tin. Thì mình sẽ học được. Để chúc quý vị ra học cái bài bóng của ca này. Để có đủ niềm tin. Để làm được thiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.